Cách chọn vị trí và núp bụi chuẩn thách đấu. Khi thấy top lộ sai, mất cảnh giác thì mọi người lên ganh và di chuyển theo đường thẳng theo bụi như clip. Đầu game quan sát tốt, di chuyển cẩn thận sẽ dễ lấy lợi thế cho team. Ở pha này quan sát thấy Kali đang ở vị trí riêng lẻ thích hợp để vào tại vị trí này. Sau khi vào rồi cũng có thể ra được. Theo hướng này, đó là cách chọn vị trí ra vào trong combat. Để làm được đòi hỏi bạn phải có cái đầu lạnh tập trung và quan sát tốt để có thể chọn ra vị trí ra vào phù hợp. Còn trong trường hợp đường rồng bị ép như thế này, chú ý di chuyển như clip. Khoảng cách của mid xa không đến kịp thì tốt nhất lợi dụng việc lộ sai của team địch mà di chuyển sao cho không lộ sai, đoán hướng di chuyển địch núp bụi đợi trước. Bắt được Tulen nhưng vẫn chưa về được đâu. AD team bạn còn khoảng 3/4 máu, chắc chắn là chưa về và chưa hồi máu kịp. Mà lính thì đang lên, cứ kiên nhẫn núp đợi ở đây, khi chưa hồi dồn một phát Lavi về nơi sản xuất ngay. Thấy chưa, tôi còn lạ gì mấy cái ngữ nhà này nữa. Coi ta đây, núp bụi thần trưởng. Núp kỹ thế, hi hi. Mọi người thấy gì không? Đang có giao tranh. Mà Tulen đang di chuyển xuống. Cứ núp đợi sẵn ở đây thế nào cũng có mạng. Cầm ve ra thì phải biết giấu sai lộ sai, sẽ không bắt được ai đâu. Con mồi đến rồi. Lên rồng Arthur đang đẩy lính lẻ mà team địch tập trung ở đường mid thế nào cũng về để dọn lính giữ trụ. Giờ xanh lắm rồi, dồn combo châu còn hấp hối nói chi mấy tướng máu mỏng. Cặp châu như Toro cứ thả team đúng lúc to do không dùng châu, dồn combo là rén liền. À, đến rồi thịt châu đến rồi. Núp bụi thần trưởng mà, hi hi hi. Lên top lính chưa dọn mà thấy bóng của Ngộ Không lấp ló, định di chuyển xuống núp bụi đợi sẵn mà Kỳ tự tìm đến mình thì mình xin mạng vậy. Cảm ơn mọi người đã xem clip, nhớ để lại like và follow để xem nhiều video hữu ích hơn nha.